Xin chào các bạn đã quay lại video hướng dẫn học phần mềm Corel Draw X7. Tiếp theo các video trước thì hôm nay chúng ta sẽ học tới cái nhánh phụ là trang lớp và thứ tự hiển thị. Rồi tôi mở một cái file Corel lên. Đây là cái file tôi đã tạo sẵn ha. Rồi đầu tiên các bạn sẽ thấy là trên cái màn hình chúng ta có rất nhiều cái hình tròn và hình ô vuông, hình chữ nhật. Rồi tôi đã cố tình cái tô màu và sắp xếp cái vị trí hiển thị như vậy đó cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học phân biệt những cái trang lớp và cái thứ tự hiển thị. Trang là gì? Thì đầu tiên thì tôi nói cho các bạn là các bạn nhìn cái con chuột tôi ha, tôi di chuyển đây. Con chuột tôi đang di chuyển trên đây. Trên đây là cái file bài tập của chúng ta tên là bài tập 01.CorelDRAW CDR CorelDRAW. Rồi chúng ta nhấp một cái dấu cộng này để chúng ta thêm một cái file mới. Thêm một cái file mới lưu độc lập ha, giả sử tôi đặt tên là cái file mới đi, đó, tôi nhấn OK. Rồi các bạn thấy chưa? Đây là cái file mới là tôi mới vừa thêm một cái file đây. Đây là chính là hai file Corel độc lập với nhau ha. Rồi, hai file Corel độc lập nhau. File mới chúng ta trắng tinh chưa có gì đây ha. Rồi, trong cái file quay lại cái file bài tập 01 của chúng ta thì hiện tại cái file bài tập chúng ta có hai trang ha, ở dưới là cái page 1 và page 2. Hai trang này nó tương tự như cái file Word, chúng ta có nhiều trang vậy, hoặc ở trong Excel thì chúng ta có nhiều cái sheet á, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Mặc định thì Excel thường có 3 sheet khi mở một trang mới lên, mở một file mới lên. Đó, đây là cái số trang như là trong cái Corel chúng ta thì trong một cái file bài tập á, trong một cái file thì nó sẽ có nhiều trang. Bằng cách là chúng ta thêm dấu cộng đây ha, click vào đây. Đó, chúng ta vừa thêm một cái trang mới, bạn thấy chưa? Nhưng mà bạn sẽ thắc mắc là tại sao cái trang mới thì chúng ta sẽ cũng có những cái hình mà nó không trắng tinh. Nó không phải là cái file trắng. Thì tôi sẽ hướng dẫn giải thích cho các bạn xem là tôi đang ở trang số 1 ha. Trang số 1 ta đang có hình ở cái hình ngôi sao này, bạn thấy ha, tôi đang chọn cái ngôi sao đây. Thì theo cái quy ước của cái phần mềm CorelDRAW thì khi ban đầu ta định dạng cái quy ước cái khổ giấy mà khi ta hiển thị in đó, là các bạn sẽ hình cái khổ giấy tương tự như khổ A4 ha. Này khổ giấy nào thì tùy bạn định dạng cái kích thước cái khổ giấy này thì mặc định những cái nội dung nằm trong cái khổ giấy này á thì nó tính là trong cái trang 1. Và những cái nội dung nằm trong cái khổ giấy mà bạn đã định dạng sẵn á, định dạng kích thước thì sẽ nằm trong cái trang đó. Còn những cái nội dung mà nằm ở phía bên ngoài của cái khổ giấy này á thì nó không tính là nằm ở trang 1 mà nó sẽ tính là nằm trên tất cả các trang. Ha, tôi đang chọn cái hình tròn màu xanh lá cây này ha, bên phải ha. Là những cái gì mà không dính dáng trong cái trang mà chúng ta đã định dạng sẵn kích thước đó, thì nó sẽ nằm trong tất cả các trang. Ha, giả sử như bạn sẽ thấy đây là cái hình ngôi sao tôi ha, tôi nhấp qua bên trang 2 ha. Thì hình ngôi sao nó không có, do hình ngôi sao là tôi tạo của trang 1 chứ không phải tôi tạo của trang số 2. Nhưng mà hình tròn màu xanh lá cây này thì nó vẫn có, là do nó là mặc định nó ở phía ngoài cái trang, nghĩa là nó ở tất cả những cái trang ở trên tất cả các trang chúng ta tạo, nằm ở ngoài cái lề á. Rồi bạn hiểu chưa? Giả sử như cái trang 2 này tôi vẽ thêm một cái hình gì ha. Trang 2 tôi vẽ thêm một cái hình mũi tên đi. Đây trang 2 tôi sẽ vẽ một cái hình mũi tên. Đó, đây là tôi vẽ cái hình mũi tên. Thì cái hình mũi tên này do tôi đặt ở trong cái trang, các bạn thấy chưa, cái lề cái trang giấy, bạn thấy chưa, có lề trang giấy đây, tôi đặt ở trong lề trang giấy. Thì cái nội dung mũi tên này chỉ hiển thị trong cái lề trang giấy của trang số 2 thôi. Thì tôi qua trang số 1 thì nó không có, thấy chưa, nó không có. Trang 2. Rồi tiếp tục tôi qua tới trang 3. Bạn thấy chưa, trang 3 tôi là hoàn toàn trống trơn. Đó, còn cái phần ngoài cái trang giấy thì nó tất cả những gì ngoài cái lề của trang giấy này nè, cái biên trang giấy thì nó sẽ hiển thị. Rồi tôi thêm thử một cái trang thử ha, trang 4. Thấy chưa? Trang 4 thì cũng như vậy, mở lên là một cái gang trống, trong cái phần định dạng kích thước, phần ngoài thì nó vẫn như vậy, vẫn có những cái hình ảnh hình tròn, hình đổ ngoài. Rồi xong, chúng ta đã xong cái phần mà hiểu thế nào là về một cái file mới. Trong một cái file mới thì nó có nhiều trang. Trong trang thì nó sẽ chia làm hai cái, là một là cái nội dung trong cái lề trang giấy chúng ta định sẵn và một những cái nội dung ở ngoài lề trang giấy. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ học tới cái phần thứ hai là cái phần lớp đây. Lớp là gì? Lớp thì nếu trường hợp các bạn nào có học bên Photoshop rồi á thì cái này nó cũng tương tự vậy. Trong cái phần CorelDRAW thì chúng ta cũng có cái layer gọi là lớp đó. Thì để hiện cái phần mà chọn các lớp á thì bạn vào nút Windows này ha. Thì tôi nhắc lại thôi, phần này tôi đã nói rồi ha, bằng là Windows. Bạn di chuyển tới cái nút Docker đây. Trong Docker á
bạn chọn cái nút trên đây ha, Object Manager, bạn thấy chưa? Tôi đã chọn sẵn rồi, có dấu check đầu hai trường hợp tôi chưa chọn đây. Còn trường hợp tôi chọn lại ha, bạn thấy bên tay phải nè, những cái thanh Docker này nó sẽ hiện ha, nó sẽ hiện thêm một cái window Docker, hiện thêm một cái nút Object Manager, tôi click ha. Rồi bạn thấy chưa? Đây Object Manager đây, thì nó sẽ hiện ra cái này đây ha. Rồi thì giờ tôi sẽ giải thích cho bạn thấy cái này là gì. Tôi sẽ xéo bớt các trang cho các bạn nhìn ha, nhìn cho đừng rối mắt ha. Bạn click chuột phải vào cái trang, bạn click delete page, click chuột phải chọn delete page, rồi click chuột phải chọn delete page. Rồi bạn thấy chưa, trong cái object manager chúng ta có những cái thành phần như thế nào. Thì ban đầu thì chúng ta sẽ có hai phần ha. Mặc định thì bạn mở lên một cái trang lên á, thì có hai phần, là một là cái nội dung trong cái lề trang giấy của chúng ta, là trang một. Lề trang giấy là cái phần biên nè, cho biên hình chữ nhật nè của lề trang giấy nè. Đó, thì nó tính đây là trang một. Còn những cái phần mà ở ngoài lề trang giấy á, mà hiểu không? Những cái gì mà ở ngoài lề trang giấy như là cái hình hình này nè, hình tròn xanh này nè, hình tròn vàng nè, những cái gì ngoài cái lề trang giấy á, biên trang giấy á, thì nó tính là cái master page, là cái trang chủ đó. Còn ứng với mỗi cái nội dung trong cái lề trang giấy gọi là trang 1. Rồi, cái phần này đó thì công dụng làm gì? Công dụng cái này nó dùng để ta chọn đúng từng đối tượng. Trường hợp chúng ta có hàng chục, hàng trăm đối tượng thì làm sao các bạn chọn đúng đối tượng đó, nó sẽ xếp chồng lên nhau, chúng ta sẽ không thấy những cái đối tượng ở phía sau. Đó, giả sử như trường hợp này các bạn sẽ thấy nè, nhiều đối tượng, giả sử như nhiều đối tượng nó chồng lên như thế này, làm sao bạn chọn được cái đối tượng ở phía sau. Giả sử tôi có đối tượng, tôi muốn chọn đối tượng màu đỏ phía sau nè, nó bị chồng lên nó. Thì trường hợp này đó, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Trước tiên là chúng ta xác định là cái đối tượng chúng ta nằm ở trong lề trang giấy hay ở ngoài lề trang giấy. Trường hợp các bạn thấy nó nằm ở ngoài lề trang giấy, hay những đối tượng tôi đang nằm ở ngoài lề trang giấy đây, thì tôi biết là nó đang nằm ở phần master page. Bạn click vào cái dấu cộng này ha, bạn click vào để cho cái dấu cộng này nó hiện ra những cái chi tiết, thấy chưa? Trong cái master page nó hiện ra chi tiết rồi. Trong phần chi tiết bạn sẽ thấy đây là những cái đối tượng mà chúng ta đã tạo. Bạn click chuột trái vào những đối tượng ha, là chúng ta chọn đối tượng đó. Để cho tôi click vào cái hình tròn màu ellipse màu đen ha, là chúng ta đang chọn ellipse màu đen ha. Đó, tôi phải di chuyển được. Rồi tôi chọn cái hình chuông rectangle màu đỏ nè ha, tôi click chuột trái vô. Đó, khi tôi click vô tôi có thể di chuyển được cái hình màu đỏ rồi đó, chưa bạn thấy chưa? Đó. Trường hợp này rất hữu dụng cho trường hợp chúng ta có rất là nhiều đối tượng bị chồng xếp chồng lên nhau á, chúng ta không thể thấy bằng mắt chúng ta bình thường được, chúng ta phải lựa vô cái chức năng này ha. Object Manager là quản lý đối tượng. Rồi tiếp tục tôi chọn cái hình này, hình vuông màu xanh lá cây, hình bự này, bạn thấy chưa? Tôi đã chọn để di chuyển rồi, thấy chưa? Rồi tiếp tục, để tạm ẩn mấy cái này cho đừng có rối mắt, thì bạn nhấn vô cái dấu cộng nè, dấu chỉ lỗi, dấu trừ cho nó thu gọn lại, bạn thấy chưa? Thu gọn lại. Rồi tôi quay lại cái page số 1 là cái trang chúng ta. Hai trong trang số 1 thì nó sẽ có nhiều đối tượng. Thì trong đây thì hiện tại thì chúng ta có hai đối tượng, layer 1, layer 2, bạn thấy chưa? Layer 1, layer 2. Để chọn layer nào thì bạn click chuột vô cái layer đó thì sẽ chọn layer 1 ha. Rồi. Trong layer 1 chúng ta có hai phần là hình ngôi sao đây ha, tôi vừa tạo ngôi sao đây. Khi bạn click chọn ngôi sao thì bạn có thể di chuyển được. Thấy chưa? Tôi vừa di chuyển ngôi sao. Chúng ta có thêm một cái hình nữa. Nó có thêm một hình này nữa. Rồi, đó là layer 1. Trường hợp này tôi đang chọn cái layer 2 là lớp số 2 ha. Rồi bạn thấy chưa? Do trong cái layer 2 tôi chưa có cái đối tượng nào thì nó chưa có cái dấu trừ, dấu cộng ở đầu á ha. Giờ tôi sẽ giữ như tôi đang chọn layer 2, tôi thêm một cái hình nào đó đi. Tôi thêm một cái hình xoắn ốc đi. Rồi. Thấy chưa? Tôi vừa vẽ một hình xoắn ốc trong layer 2 thì nó đã xuất hiện cái dấu cộng với dấu trừ ở lần trước để chúng ta chi tiết đối tượng, mình thấy chưa? Rồi trong phần layer này có một số vấn đề tôi cần nói với các bạn đây. Khi bạn đang chọn cái layer 2 á thì bạn thấy nó có cái ký hiệu là ba ký hiệu đầu là gì? Hình con mắt, nghĩa là chúng ta cho hiển thị cái lớp layer 2, tôi click thử ha. Tôi bỏ dọn con mắt thì cái tự động cái tất cả nội dung trong cái layer 2 nó sẽ mất tiêu. Đây tôi bỏ chọn cái con mắt hình layer 1. Bạn thấy chưa? Những cái gì thuộc về cái layer 1 thì nó sẽ tạm ẩn thôi chứ nó không có mắt, tạm ẩn mất tiêu. Thì tôi click mở con mắt lên thì nó sẽ hiện lại.
Tôi nhấn mở con mắt lên thì hiện lại chip tế là có cái hình kém in. Cái in này là gì? In này có nghĩa là bạn để như bình thường như thế này thì bạn có thể in được. Còn bạn nhấn vào cái có hình cái hình tròn đỏ có dấu gạch ngang ha, nhưng là chúng ta không thể in được. Đó. Tôi click lại cái cho thấy in. Cái đến cái hình cái cây bút chì này là gì? Cái bút chì này là bạn khóa cái lớp này, có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn không được quyền chọn hay thao tác bất kỳ những cái đối tượng trong cái lớp đó. Bạn thấy chưa? Giả sử như tôi chọn cái hình cái hình cái mũi tên này ha. Tôi chọn cái đối tượng hình xoay này để tôi di chuyển, bạn thấy chưa? Tôi click hoài nhưng mà không có chọn được đúng, không có chọn được cái đối tượng. Thậm chí tôi quét tôi chọn cũng không chọn được cái đối tượng hình xoay này, do cái đối tượng cho tôi chọn tính năng là bỏ cái cây viết chì, tôi nhấn dấu hình tròn đỏ tôi gạt ngang á, nên tôi bỏ cái chức năng là chọn đối tượng này, như là khóa đó, tính năng lock và khóa đó. Thì click lại lần nữa để tôi mở khóa. Khi tôi mở khóa rồi thì tôi có thể chọn được cái những đối tượng trong cái lớp layer 2, bạn thấy chưa? Tôi đã chọn lại được rồi. Cái phần này cũng khá là hay nhưng mà ít ít khi bạn học ở trung tâm mà ai hướng dẫn cho bạn cái phần lớp này lắm. Rồi. Một cột điều lưu ý nữa là khi cái bạn lưu ý là khi cái con bạn đang chọn ở lớp nào á thì cái lớp đó nó sẽ được tô màu đỏ, như tôi đang chọn ở lớp layer 2 thì cái lớp này nó sẽ tô màu đỏ. Thì tôi chỉ có thể thao tác được chọn những cái đối tượng của cái lớp đó thôi. Thấy chưa? Rồi, còn những cái đối tượng của cái lớp khác thì tôi chọn không được. Giả sử như tôi đang chọn lớp layer 2 thì màu đỏ ha. Tôi muốn chọn cái đối tượng của lớp layer 1 thì tôi không thể chọn được, bạn thấy chưa? Tôi không thể nào chọn cái hình cái ngôi sao màu đỏ được. Trừ khi nào mà tôi click chuột trái vô trong cái lớp layer 1 nè. Nếu tôi chọn lớp layer 1 thì tôi mới có thể chọn được cái hình ngôi sao đây. Hình ngôi sao của lớp layer 1 là di chuyển đó chưa? Rồi. Chúng ta đã vừa học xong. Xin lỗi, còn cái nữa là ta tạo một lớp. Tạo lớp bằng cách nào? Tôi đã có lớp layer 1 và layer 2, hai lớp rồi. Tôi click vào cái nút này ha. New layer nè. Tôi sẽ tạo thêm một cái lớp mới. Thì lớp mới tôi vừa tạo layer 3 thì bạn không có thể là đổi tên bằng cách click chuột phải vô cái layer. Bạn nhấn cái chữ rename mà để bạn đổi tên. Đổi tên cái lớp này và bạn nhấn delete để xóa cái tên, để xóa cái lớp này, bạn thấy chưa? Thật sự tôi nhấn delete đi. Rồi tôi mới vừa xóa cái lớp layer 3. Rồi. Chúng ta vừa học xong cái phần tùy chỉnh về cái phần layer là phần lớp. Tiếp tục. Chúng ta sẽ tới cái phần gì đây? Rồi tiếp tục. Tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn bạn tới cái phần order là cái phần hiển thị cái thứ tự đây. Rồi. Bạn sẽ hình dung đây ha, hiện vậy. Giả sử chúng ta có ba cái đối tượng như thế này ha, màu vàng là ở cái trên cùng, cái đến là màu màu đỏ và cái đến là xin lỗi màu đen, cái đến cuối cùng là màu đỏ, bạn thấy chưa? Rồi. Thì khi bạn click vào một cái đối tượng nào đó thì bạn click chuột phải. Thì bạn di chuyển đến cái dòng order này ha, là dòng hiển thị thứ tự đó, thì nó sẽ chia làm 3 ngăn. Bạn thấy đây là 3 ngăn, 1, 2, 3. 3 ngăn. Ngăn đầu tiên là chúng ta tùy chỉnh lên cái thứ tự trang. Còn cái ngăn thứ hai là chúng ta tùy chỉnh thứ tự trong lớp. Còn cái ngăn thứ ba là ta tùy chỉnh cái thứ tự giữa các đối tượng. Rồi. Thì tôi nói các bạn cũng chưa hiểu đâu, giờ tôi sẽ thực hành thử cho các bạn xem. Đầu tiên thì tôi sẽ làm thử cho bạn là thay đổi cái thứ tự trong cái ngăn này, ngăn giữa này là ngăn lớp. Bạn sẽ nhìn thấy tôi đang chọn cái đối tượng màu đỏ, đây màu đỏ đây ha. Khi tôi nhấn vào nút forward one, nghĩa là tôi sẽ tăng cái thứ tự trong cái lớp tôi lên một bậc, nghĩa là lên một bậc á, màu đỏ sẽ lên trên màu đen nè, bạn thấy. Rồi bạn thấy chưa, màu đỏ tôi đã lên trên cái lớp màu đen rồi, thấy chưa, lên trên một lớp rồi. Rồi, tôi làm lại một lần nữa ha, click chuột phải vô cái đối tượng màu đỏ. Bạn nhấn vào cái chữ forward one là chúng ta sẽ tăng lên một lớp. Tăng lên một cái thứ bậc trong một cái lớp. Đây, màu đỏ chúng ta sẽ tăng lên trước cái đối tượng màu vàng đây. Nhấp thử cho bạn xem ha. Nói chưa, màu đỏ chúng ta đã tăng lên trước lớp màu vàng. Thì thấy chưa, cái hình bạn thấy cái màu đỏ nằm ở trọng lên trên màu vàng rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ làm lại cái thao tác ngược lại. Là chúng ta sẽ làm cho cái màu đỏ nó xuống dưới một lớp. Màu đỏ đây nó sẽ xuống dưới màu vàng. Thì bạn chọn cái chữ back one này ha. Rồi, màu đỏ chúng ta sẽ xuống dưới màu vàng. Thấy chưa, màu đỏ xuống dưới màu vàng. Tôi sẽ cho màu đỏ xuống dưới một bậc nữa dưới màu đen. Thì bạn click mà dưới click vào đối tượng màu đỏ, bạn chọn cái background ha, ta sẽ xuống dưới một bậc. Nhưng mà trong hiện tại chúng ta vẫn còn trong cái phần trong một lớp, nhưng mà ta xuống một bậc thôi.
Bạn sẽ để ý đây ha, màu đỏ rồi sẽ xuống dưới màu đen ha. Rồi màu đỏ đã xuống dưới màu đen. Đây màu đỏ chúng ta đã ẩn phía sau màu đen. Bạn thấy chưa? Đó, như là cái tính năng mà tính năng trong cái ngăn này á, là chúng ta tính năng trong cái lớp laser. Rồi bây giờ cái hiện màu đỏ đây, tôi muốn nó lên 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 ở trên đầu của cái lớp laser này luôn. Lên ở đầu đỉnh này luôn, bạn thấy chưa? Nghe chúng ta không cần lên từ từ, chúng ta lên đỉnh luôn. Bạn click chuột phải vào cái đối tượng màu đỏ, order. Bạn chọn cái form of laser này ha. Chúng ta sẽ lên đỉnh đầu của cái laser. Bạn thấy chưa? Màu đỏ nó lên tới đỉnh luôn, nó không cần đi từ từ, nó lên thẳng tới đỉnh luôn. Màu đỏ nó lên tới đỉnh, bạn thấy chưa? Cái hình lên đỉnh luôn. Rồi tôi làm cho cái màu đỏ nó xuống dưới cùi cuối cùng của cái đỉnh thì làm sao? Bạn click chuột phải. Bạn chọn order. Bạn chọn cái chữ backup laser. Ngay xuống cuối của cái lớp laser luôn. Rồi click chuột trái nha. Thấy chưa? Rõ tôi đã xuống cuối cùng của cái lớp laser rồi, bạn thấy chưa? Hả? Rồi. Tóm lại tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái phần ngăn laser. Nghĩa là ngăn laser đây. Chúng ta forward one là chúng ta lên từng bậc một. Back one là chúng ta xuống từng bậc. Front up laser là chúng ta lên đỉnh đầu của lớp laser. Còn back up laser là chúng ta xuống cuối cùng của cái lớp laser này ha. Nguyên toàn bộ cái phần này là laser. Rồi. Rồi tôi sẽ thực hiện cái thao tác là chuyển cái đối tượng. Giả sử tôi đang chọn cái đối tượng là ngôi sao màu đỏ ha. Nó đang ở lớp laser 1, bạn thấy đây. Khi click chuột phải thì đối tượng. Thì chúng ta làm chia làm 3 ngăn. Thì ngăn lớn, ngăn giữa là ngăn lớp tôi vừa hướng dẫn rồi. Giờ tôi hướng dẫn cái ngăn đầu tiên. Ngăn này là ngăn thứ tự của trang. Nghĩa là có hai cái tùy chọn là to front up bay, nghĩa là đi đến đầu trang. To back up bay, nghĩa là đến cuối trang ha. Rồi giả sử trong trường hợp tôi chọn, bạn nhìn kỹ ha, chúng tôi đang chọn cái ngôi sao màu đỏ thì đang ở lớp laser 1, đây ngôi sao đỏ đây, còn đây là laser 2 thì nó chỉ có một cái hình này thôi. Rồi cái laser 1 ngôi sao tôi đang chọn, tôi click chuột phải, tôi chọn order, tôi chọn front up bay ha, bạn thấy điều gì xảy ra ha, nó sẽ hiện lên cái bảng thông báo là bạn có muốn di chuyển cái đối tượng bạn chọn đến một laser khác không. Tôi nhấn ok. Rồi bạn thấy chưa, cái laser, cái đối tượng là cái ngôi sao tôi nó đang ở lớp 1, thì khi tôi nhấn nó lên tới đầu trang thì nó đã tự động lên đầu trang và nó chạy lên cái laser 2, mình thấy chưa, lên đỉnh đầu của laser 2 luôn, nghĩa là đầu trang đó. Rồi ngược lại tôi click chuột phải vô cái ngôi sao, tôi chọn order, tôi chọn là to back up bay, nghĩa là đi đến cuối của cái trang giấy, tôi nghĩa là đi cuối của trang giấy ha. Tôi click thử cho bạn thấy điều gì ha, nó sẽ hiện thông báo bạn là bạn có muốn di chuyển cái đối tượng ngôi sao này đến cái laser khác không, nhấn ok. Rồi cái ngôi sao tôi đang ở đỉnh đầu của laser 2 nó sẽ chuyển xuống tới phần cuối cùng đây, phần cuối cùng của laser 1, nghĩa là cuối cùng của trang giấy của bạn đó, bạn thấy chưa. Do tính năng tôi đang chọn là tính năng là ảnh hưởng tới toàn bộ trang giấy, đây toàn bộ trang giấy order đây ha, là nhóm nha, đỉnh trang giấy và cuối trang giấy, chúng ta đang thao tác cái hiện thứ tự hiển thị thôi. Rồi tiếp tục còn phần hiển thị này, còn một cái phần cuối thôi, đó là khi bạn chọn một cái đối tượng nào đó, giả sử tôi chọn đối tượng màu cam này ha, đây tôi đang chọn cái đối tượng, xin lỗi tôi chọn đối tượng màu vàng này đi, thì trong cái phần order này có phần cái ngăn cuối cùng đây, ngăn thứ ba, thì nó có hai chức năng là in front up và behind là gì. Cái chức năng này là chủ yếu là tôi dùng cái chức năng này là chính thôi, chức năng này là với cái chức năng trên cùng đó là chính. Chức năng này là in front up là bạn chọn cái đối tượng đó, là bạn chọn chức năng in front up thì nó sẽ cho bạn là bạn sẽ tùy chỉnh cái đối tượng chúng ta đang chọn đó, nó hiện lên phía trước đối tượng nào. Giả sử tôi cho muốn hiện lên trên đối tượng màu cam này ha, tôi click vào cái hình mũi tên màu đen đó, tôi sẽ click vào đối tượng màu cam. Rồi bạn thấy chưa, đối tượng màu vàng tôi đang chọn nó đã lên trước cái đối tượng tôi mới vừa click đó là màu cam. Rồi tôi click chuột phải vô cái đối tượng màu vàng này ha, tôi chọn lại ha. Vị hai này là gì? Vị hai là phía sau, nghĩa là chúng ta sẽ cho cái đối tượng tôi đang chọn đó là đối tượng hình vuông màu vàng đó xuống phía sau đối tượng tôi chuẩn bị nhấp chuột đây. Giả sử tôi nhấp chuột cái mũi tên màu đen vô cái hình ngôi sao màu đỏ ha. Rồi bạn thấy điều gì xảy ra, cái đối tượng màu vàng của chúng ta đã nằm ở phía sau cái đối tượng tôi mới vừa chọn, ở phía sau cái đối tượng ngôi sao màu đỏ đó, thấy chưa. Rồi trong cái phần order này chúng ta còn thêm một cái thao tác nhanh nữa để sắp xếp cái thứ tự hiển thị, là các bạn có thể đang giả sử tôi đang chọn cái lớp laser 1 ha. Rồi sau đó bạn chọn vào cái đối tượng bất kỳ, giả sử tôi đang chọn cái đối tượng hình vuông màu vàng này đây, để cái
thay đổi cái thứ tự hiển thị phía trước phía sau thì bạn click vô trong cái đối tượng đó, click thì giữ chuột trái không buông ha. Giờ bạn rê chuột, bạn rê chuột lên tới vị trí nào bạn mong muốn, giả sử tôi rê lên đỉnh đầu luôn của cái lớp layer 1, bạn thấy chưa? Có khi rê tới cái tới vị trí mà có cái lằn gạch màu đen ở ngang, bạn thấy chưa? Tôi buông chuột trái ra. Rồi, khi tôi buông chuột trái ra thì cái đối tượng hình vuông màu vàng nó đã ở trên đỉnh đầu của lớp layer 1, bạn thấy chưa? Đây, tôi đang di chuyển cái hình vuông của cái layer của lớp chưa trong lớp layer 1 nằm ở đỉnh đầu của các hình còn lại. Rồi chúng ta cũng có thể di chuyển cái vị trí nó đến cái layer khác, giả sử như tôi chọn cái hình vuông màu vàng này ha, tôi tích chuột trái và giữ không buông chuột ha. Tôi di chuyển tới lớp layer 2, bạn thấy chưa? Tôi đang di chuyển đến lớp layer 2, rồi tôi di chuyển tới phần đỉnh đầu của layer 2 luôn đây, tôi buông chuột trái ra. Rồi tôi click vào lớp layer 2, thấy chưa? Layer 2 chúng ta đã có hai đối tượng là cái hình tròn này đây. Hình tròn này đây, đây hình tròn này đây. Và cái hình vuông màu vàng layer chúng ta mới vừa di chuyển từ bên lớp layer 1 qua. Đó là cũng là một cái cách chỉnh order thứ tự hiển thị nhanh. Hai trường hợp mà các bạn muốn muốn làm thao tác nhanh á, khỏi cần biết cái phần mà chuột click chuột phải chọn cái order như thế này, là bạn nhìn thấy nhiều thao tác thì khi các bạn không nhớ hết lộn á, thì các bạn có thể dùng cái trực quan bằng cách là click chuột và rê chuột như tôi vừa làm đây. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.